Chào các bạn, Tết đến nhà nào cũng thường có một nồi thịt kho trứng. Nhưng mà mình rất là không thích khi mà lột vỏ trứng gà. Tại vì cái chồng trắng đó, nó thường hay bị bể. Mình nghe nói là trứng mới đó thì bị bể, còn mà trứng gà cũ đó thì lột dễ hơn và không bị bể. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách lột trứng. Trứng cũ hay trứng mới đều được hết, và lột ra bảo đảm còn nguyên vẹn nguyên một trứng. Các bạn theo dõi nha. Hôm nay mình sẽ luộc trứng để kho thịt bằng nồi áp suất đa năng Instant Pot. Dụng cụ gồm có nồi áp suất, thì nồi của mình là 8 lít hiệu Dual, nhưng mà mình cũng có thể sử dụng nồi 6 lít. Nồi 6 lít thì phổ biến hơn, và cần 1 cốc nước. Hôm nay mình thử cho nên mình làm không nhiều lắm, làm 4 cái trứng thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn cần nấu nhiều thì có thể luộc tới 12 trứng một lúc cũng được. Nếu mà cần nhiều hơn 12 trứng thì mình nấu thành 2 đợt, chứ bỏ cùng một lúc nhiều quá thì cái thời gian có thể không có được chính xác lắm. Và mình cần nước đá để sau khi luộc trứng xong mình sẽ ngâm vô nước đá lạnh để lột trứng cho dễ. Và cái vỉ này là nó đi chung với cái nồi áp suất. Rồi mình bắt đầu nấu nha. Thì mình cho cái vỉ vào trong nồi. Rồi bỏ vô đây 1 cốc nước để mình luộc. Sau đó mình xếp trứng để lên trên cái vỉ. Để cho đều ra, để cho nó đừng có đụng lại với nhau, thì cái nhiệt độ nó sẽ đều cho cái trứng xung quanh cái trứng hơn. Rồi vậy thôi, mình đóng nắp lại. Và ở đây là cái nút áp suất nè, mình nó ở đây nó có chữ là sealing, là mình khóa van lại để nó giữ hơi bên trong nồi áp suất. Ở dưới đây là chữ venting, là sau khi mình nấu xong mình phải xả cái hơi áp suất trong nồi ra. Thì trước khi nấu thì mình đẩy nó qua mà nắm bên đây kéo qua để chữ sealing ha. Rồi mình bấm pressure cook. Thì chú ý là ở đây phải có chữ normal nha. Và high pressure. Cái đèn nó nổi lên chỗ chữ normal và high pressure. Nếu mà khi mà mình lên á, mà cái chữ nó không nằm chỗ normal và high pressure đó, thì mình phải chỉnh lại nè. Điều best pressure cook ha. Rồi mình chỉnh pressure level là cái độ cao thấp. Thì thấy không, khi mà mình bấm ở đây nó sẽ nhảy qua low hoặc là high, thì mình cần để ngay chỗ high pressure ha. Và mình chỉ cần 5 phút thôi, ở đây nó để sẵn 40 nè, mình chỉ cần 5 phút thì mình ở ngay chỗ dấu cộng với dấu trừ đó, mình chỉnh xuống, chỉnh tới số 5. Rồi vậy thôi. Thì kiểm tra lại nè, cái đèn nó nằm chỗ pressure cook ha, normal, high pressure và 5 phút. Rồi xong, nó sẽ lên hình chữ on là nó bắt đầu nấu. Thì cái thời gian kể từ khi cái nước lạnh mình đổ vô nó nấu cho tới khi sôi lên có áp suất đó là khoảng chừng vài phút. Và sau khi có áp suất rồi thì mình nấu thêm 5 phút áp suất. Thì rồi mình đợi nha. Bây giờ mình cứ để đây, mình đi làm công chuyện khác. Chừng nào mà nó nấu xong 5 phút đó, nó sẽ kêu.
Nãy giờ nấu được khoảng 3 phút rồi đó. Bắt đầu nghe cái tiếng hơi nó đang sôi lên. Khi áp suất đầy lên rồi đó, đây cái nút màu hồng đây nè, nó sẽ nhảy lên là mình biết là có áp suất lên rồi. Sau khi áp suất đầy rồi, nó sẽ bíp một tiếng và nó bắt đầu nhảy lên con số. Thì số 5 là số hồi nãy mình đặt đó, là số 5 phút, có nghĩa là kể từ khi áp suất đầy mình nấu thêm 5 phút nữa, chứ không phải số 5 là mình kể từ bắt đầu nước lạnh nấu tới nha các bạn. Số 5 phút đó là sau khi áp suất đầy lên mình nấu tiếp 5 phút nữa. Thì cái này máy nó tự động thôi, mình không có cần làm gì hết. Rồi bây giờ nó nấu còn 1 phút nữa là sẽ nấu xong. Thì khi mà nó nấu, nó sẽ đếm ngược. Hồi nãy mình đặt 5 phút thì bây giờ nó đếm ngược tới chừng nào nó xuống số 0, tức là sẽ nấu xong. Thì khi nào nấu xong á, nó sẽ kêu liên tục nhiều tiếng beep cho mình, để mình nó báo cho mình biết là đồ ăn đã chín rồi. Thì ở đây mình làm theo công thức 5-5-5 nha các bạn. Số 5 đầu tiên là 5 phút nấu high pressure, là nấu áp suất cao đó. Số 5 thứ nhì là mình không làm gì hết trong vòng 5 phút. Và số 5 thứ ba là ngâm nước đá trong vòng 5 phút. Đó, cái này là nấu xong rồi nè. Nó trở về số 0 nè. Và mình nghe nhiều tiếng beep là nó đã xong 5 phút để nấu high pressure. Thì mình không cần làm thêm gì hết, trong vòng 5 phút nữa mình không làm gì hết. Rồi một hồi nữa mình sẽ quay lại, sau 5 phút mình sẽ quay lại. Còn nếu mà mình sợ quên á, mình có thể để đồng hồ 5 phút nha. Đồng hồ mình vô chỗ timer đó, mình đặt 5 phút để cho nó báo mình. Nè các bạn nhìn nha, cái chữ L ở đầu tiên đó là sau khi mình nấu áp suất xong mình mới thấy chữ L này. Còn trước khi nấu áp suất á, nó chỉ từ số 0 rồi 2.01 thôi, chứ nó không có chữ L ở phía ở ngoài đầu. Khi mà chưa có chữ L này nghĩa là đã nấu xong rồi, và bây giờ mình đang đợi để mình xả cái áp suất ra. Xong, bây giờ là mình đã đợi được 5 phút rồi nè. Bây giờ mình bấm cancel nha. Rồi, làm nấu xong rồi đó. Nhưng mà bạn để ý nè, cái nút áp suất đó nó vẫn còn cao thì không được mở nắp nha. Bây giờ mình phải xả cái van qua bên chữ venting rồi mình mới xả, rồi mình mới mở nắp được. Thì bây giờ mình kéo qua bên đây, cái hơi sẽ ra nha các bạn. Mình đừng có lấy cái tay che ở trên, hoặc là đừng có để cái mặt mình vô ngay chỗ này, tại vì cái hơi nóng nó sẽ ra đó. Đây, bây giờ mình kéo qua. Một hồi hết áp suất đó thì cái nút màu hồng đó nó sẽ rớt xuống. Thì khi mà nó rớt xuống rồi đó, nghĩa là hết cái áp suất và mình hết nghe cái tiếng xì xì ở trong cái nồi đó. Đó, nó im rồi đó, hết nghe tiếng xì đó. Rồi đợi cái nút rớt xuống nữa, cái nút mà đó, vậy là hết áp suất trong nồi và mình có thể mở nắp ra. Thì cái nồi này xài rất là an toàn nha, các bạn đừng có sợ nha. Nó không có nổ gì đâu, tại vì nó có cơ chế để bảo đảm là không có bị gì đó. Thì khi mà cái nút màu hồng còn lên cao đó là không được mở nắp, khi mà nó rớt xuống rồi thì mới được mở nắp nha các bạn. Nè, mở nắp ra nè, để nước nó đừng có chảy xuống đó. Mình có thể để cái nắp vô trong cái quai như vậy nè, thì mình không có cần đẩy cái nắp xuống cái bàn. Nhiều người không biết nha các bạn, nhiều người không biết xài cái này. À, cái nắp này nó có cái cây nè, mình để nó vô đây, nó giữ cái lại, thấy không? Rồi bây giờ các bạn lấy một tô nước lạnh nha, nước lạnh, nước trong vòi nước ra thôi, nước thường thôi.
để mình bỏ trứng vô cho nó nguội. Rồi mình gấp trứng bỏ vô tô nha. Rồi mình đã gấp trứng bỏ vô tô nước lạnh để cho nó nguội bớt. Xong rồi khoảng chừng mình đợi khoảng chừng nửa phút á, rồi mình sẽ ngâm vô nước đá trong vòng 5 phút nha bạn. Ít nhất là 5 phút. Các bạn nếu mà để ngâm nước đá khoảng 10 phút cũng được, cũng không sao hết, nhưng mà ít nhất phải là 5 phút thì mình lột cái vỏ trứng ra rất là dễ và không có bị bể cái trong trắng. Rồi, bây giờ mình ngâm nước đá nè, mình ngâm nước đá 5 phút. Ít nhất 5 phút rồi mình bắt đầu lột vỏ nha. Xong, mình đã đợi 5 phút, bây giờ mình lột ra nha. Dễ lột vỏ lắm các bạn ơi, không có bị bể trứng gì hết. Và mình cắt ra nè, cái trồng đỏ chín rất là đẹp và không có bị cái viền màu xanh ở bên ngoài của cái trồng đỏ. Khi mà bị cái viền màu xanh bên ngoài trồng đỏ có nghĩa là mình nấu bị lâu quá đó, thì bắt các bạn chỉnh thời gian lại ha. Còn nếu mà trường hợp cắt ra đó mà trồng đỏ nó chưa chín đó, thì mình có thể bỏ trứng trở lại vô trong nồi áp suất và mình nấu tiếp 1-2 phút nữa. Nè, để mình lật thử nha, mà không có bị bể cái nào hết trơn. Tròn trịa rất là dễ. Cái này là kho thịt đó, rất là hay nha các bạn, không có bị mớ sức mẻ gì hết đó. Đi chân tuột là dễ lắm. Thì tùy theo cỡ trứng nha. Cái trứng mà lớn quá thì các bạn phải tăng thời gian lên chút xíu. Cái trứng này mình mua size large. Còn mà cái trứng extra large thì các bạn nhớ cộng thêm 1 phút nha. Trứng luộc bằng nồi áp suất đơn giản, dễ làm. Công thức rất dễ nhớ, 5-5-5. Tức là 5 phút nấu bằng high pressure, rồi kế tiếp là 5 phút không làm gì cả. Sau đó 5 phút còn lại là ngâm vào nước đá, ít nhất 5 phút. Tổng cộng từ khi nấu cho tới khi mà mình có thể ăn được là khoảng chừng 20 phút nha các bạn. Mình có thể luộc một lần nhiều trứng, thí dụ luộc tới 12 trứng. Thì khi mà cái trứng chưa có lột vỏ đó, mình có thể cất trong tủ lạnh, ngăn mát, mình cất được khoảng 1 tuần.